Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 3 tháng 9, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu các thành tựu đáng nể của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 với hai nội dung thi đấu, vùng tai nạn và xạ thủ bắn tỉa diễn ra tại Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức một cuộc triển lãm vũ khí trang bị kèm theo. Đây là một sự học hỏi cách thức tổ chức Army Game tại Nga khi mà nước chủ nhà, bên cạnh việc thực hiện các nội dung thi đấu, thì còn kết hợp thực hiện một cuộc triển lãm vũ khí trang bị quy mô lớn, qua đó có thể tìm thêm các khách hàng tiềm năng cho vũ khí của họ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Triển lãm trưng bày vũ khí trang bị tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, hay còn được biết tới với tên gọi Thao trường Miếu Môn. Cũng vì được tổ chức tại khu vực nhạy cảm về quân sự, cho nên triển lãm không cho phép dân thường vào tham quan, kể cả khi không giãn cách xã hội. Thay vào đó, triển lãm chỉ cho phép một số nhà báo có giấy mời, cũng như giới thiệu tới các đoàn đại biểu quân đội các nước tham gia cuộc thi Army Game tại Việt Nam. Thế nên, đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể được trông thấy các loại vũ khí khí tài do Việt Nam sản xuất thông qua các bức ảnh là chủ yếu. Theo ban tổ chức, triển lãm giới thiệu hơn 200 sản phẩm các loại bao gồm vũ khí trang bị cá nhân, khí tài trinh sát, các loại kính ngắm, các mô hình tàu thuyền, radar và UAV. Đây đều là những tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện tại. Đối với phần giới thiệu về vũ khí cá nhân, có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi Việt Nam công khai toàn bộ dòng súng trường tiến công hiện đại do chúng ta tự sản xuất. Tờ Liên bang Nga, nhà cung cấp vũ khí số 1 Việt Nam, cũng như các quốc gia khác gồm Lào, Belarus, Mali, Uzbekistan, Bangladesh, Venezuela. Trước đó, Việt Nam đã từng giới thiệu một số mẫu vũ khí tại triển lãm Indo Defense năm 2017, nhưng nó chưa được đầy đủ và hoàn thiện như bây giờ. Thông qua các hình ảnh được cung cấp tại triển lãm, chúng ta có thể nhận ra loạt vũ khí khí tài gồm súng trường STV 215-380, 410-416, súng tiểu liên SN9P, súng ngắn K54-K59, súng chống tăng B41, súng phóng lựu M79VN, súng phóng lựu kẹp nòng FPL40. Trong số này, có thể nói là lần đầu tiên nước Nga và bạn bè thế giới được tận mắt trông thấy dòng súng trường STV 215-380. Mẫu súng được coi là tiêu chuẩn mới của bộ binh Việt Nam, thay thế dòng AK Liên Xô huyền thoại. Rốt cuộc, Việt Nam đã không chọn các mẫu súng nổi tiếng của Nga như AK-103 hay AK-12. Thay vào đó, chúng ta tự tạo ra một mẫu súng mới phù hợp với đặc thù của quân đội ta, dựa trên dây chuyền súng Gali nhập khẩu từ Israel. Series súng trường hiện đại này đã từng được chúng tôi giới thiệu ở nhiều bản tin trước đó. Anh em có thể xem lại ở cuối video hoặc ở link đính kèm ngay góc phải trên cùng màn hình của các bạn. Bên cạnh đó, có thêm một số thông tin mới hơn. Đó là tại triển lãm, nhà máy Z111 cho biết thêm rằng súng trường STV có 6 ưu điểm nổi bật hơn so với AK-47 bao gồm độ chính xác cao hơn 1,36 lần, tuổi thọ nòng cao gấp 1,5 lần, lực giật nhỏ hơn 2,5 lần do có đệm tỳ vai. Súng được thiết kế với các size Picatinny có khả năng mở rộng trang bị như kính ngắm điểm đỏ, kính nhìn đêm, tay cầm, chân chống, súng phóng lựu kẹp nòng. Súng sử dụng cỡ đạn 7,62x39 ly và có thể sử dụng trung hợp tiếp đạn với AK. Và súng STV 380 còn có sơ tốc đầu nòng 715m/giây, cao hơn AK-47 chỉ 710m/giây và ngang ngửa với AKM. Nhìn chung, các mẫu súng trường STV không quá lạ lẫm với người dân trong nước vì đã được truyền thông công khai nhiều lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên STV ra mắt tại một triển lãm mang tính quốc tế, đặc biệt là được quảng cáo với một trong những nhà sản xuất súng trường số 1 thế giới, Liên bang Nga. Thật là háo hức, mong đợi xem các chuyên gia Nga nói gì về series súng trường STV của Việt Nam. Bên cạnh gian hàng súng cá nhân, Việt Nam còn giới thiệu một số sản phẩm áo giáp và mũ chống đạn. Nhìn từ trái qua, bao gồm áo giáp chống đạn AGK-53T, áo giáp chống đạn 7,62K-56 và mũ áo chống đạn AGK-51T. Các sản phẩm áo và mũ chống đạn này đều đạt tiêu chuẩn chống đạn quốc tế, làm từ vật liệu Keva đặc biệt. Việt Nam cũng lần đầu tiên ra mắt một số bộ quân phục dành cho các lực lượng đặc nhiệm và lực lượng hoạt động ở môi trường nguy hại. Nhìn vào bức ảnh trên màn hình, hãy chú ý, đầu tiên bên trái là bộ khí tài phòng da cách ly PD-1, một loại quân phục bảo vệ cho người lính tại những nơi ô nhiễm vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử. Bộ quần áo PD-1 gồm 4 phần, áo kết hợp với mặt nạ phòng độc, quần liền ủng, găng tay và ba lô. Hai bộ ở giữa là trang thiết bị tích hợp nhỏ gọn, thời gian hoạt động dài, khả năng thu thập thông tin nhiều nguồn cho bộ đội. Các trang thiết bị bao gồm camera gắn mũ ghi lại hành trình, phân tích môi trường kính nhìn đêm và hỗ trợ thực tế tăng cường, kính ngắm ảnh nhiệt và thiết bị trinh sát ảnh nhiệt, thiết bị định vị đeo tay, máy thông tin người lính cầm tay. Bộ ngoài cùng bên phải là quần áo chống trinh sát ảnh nhiệt dành cho lực lượng đặc nhiệm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất.
Một phần cũng rất đáng chú ý và thậm chí là sẽ có tiềm năng xuất khẩu, đó là các loại đạn pháo do Việt Nam sản xuất. Có thể nhận ra các loại đầu đạn và vỏ liều phóng của pháo mặt đất 152mm DD20, 130mm M46, 122mm DD74, 105mm M2A1, 85mm DD44. Cùng với đạn pháo, ta cũng tự chủ hoàn toàn các phần ngòi nổ và đạn súng lục, súng tiểu liên, đại liên các cỡ. Đôi khi, nhiều bạn có thể cho rằng, làm đạn thì có gì khó đâu, tại sao phải khoe. Nhưng các bạn không hiểu rồi, làm được đạn pháo không phải là dễ. Rất khó khăn vì nó cũng liên quan tới vật liệu vỏ, chất nổ, ngòi nổ, rồi tính toán đường đạn bay. Để một viên đạn rời nòng pháo an toàn, không vỡ, không nổ sớm, đường đạn chính xác, đâu phải là chuyện ném một cục đá, rơi đâu thì rơi. Và hiện nay, không phải quốc gia nào cũng đủ khả năng chế tạo được đạn pháo. Nhiều nước phải đang đi nhập khẩu từ bên ngoài hoặc chắt chiu dùng trong kho đạn vì nhà sản xuất đã dừng dây chuyền. Thế nên, tôi mới nói rằng, việc tự chủ được đạn pháo vừa giúp ích cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của pháo binh, vừa có tiềm năng xuất khẩu là vì vậy. Bên cạnh các loại vũ khí khí tài lục quân, Việt Nam cũng giới thiệu một loạt các thiết kế tàu quân sự cùng trang bị công nghệ cao. Về trang bị tàu quân sự, phần này thì chúng tôi đánh giá là thế giới họ không ngạc nhiên lắm, vì hầu hết đều là thiết kế ta mua bản vẽ, tài liệu cũng như công nghệ bên ngoài từ Nga, Ukraine, Hà Lan. Đó là các tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa đề án 12418 Monia, tàu bệnh viện K-123, tàu cảnh sát biển DN-2000, tàu kiểm ngư KN-750, tàu cứu hộ tàu ngầm 927XQ. Điểm nhấn lớn nhất của triển lãm có thể nói là vượt trên cả các sản phẩm súng ống đạn dược của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đó là các sản phẩm công nghệ cao do tập đoàn Viettel phát triển. Có thể điểm qua một số thành phần vũ khí khí tài hiện đại gồm công nghệ máy thông tin liên lạc, đây là loại khí tài mang tính sống còn, làm nhiệm vụ kết nối sở chỉ huy với các đơn vị chiến đấu trên chiến trường. Nghe thì nhỏ, nhưng vai trò mang tính quyết định cả một trận chiến, không có thông tin liên lạc thì coi như trận đánh đi tong. Tại triển lãm, Viettel mang đến 9 sản phẩm thông tin quân sự, hơn 16 chủng loại máy, trong đó có các loại máy thu phát vô tuyến điện, có chức năng cung cấp thoại, báo, truyền dữ liệu. Rồi thì máy thu phát vô tuyến cầm tay, sóng cực ngắn, nhảy tần, có cự ly liên lạc đến 8 km với anten dài. Thứ hai là các hệ thống tự động hóa chỉ huy điều khiển, có nhiệm vụ xử lý, phân tích tình huống và hỗ trợ chỉ huy ra quyết định nhanh chóng. Thứ ba là hệ thống mô phỏng huấn luyện kỹ thuật bắn súng, có thể dùng với nhiều loại súng như súng ngắn K54, súng trường AK, súng trường bắn tỉa Dragunov SVD. Thứ tư là công nghệ máy bay không người lái. Tại triển lãm, Viettel ra mắt mẫu UAV Sikra có tốc độ bay 120 km/h, trần bay 3.000m với thời gian bay là 3 tiếng. UAV có thiết kế độc đáo với 4 động cơ cánh quạt nâng cho phép cất hạ cánh như trực thăng và một động cơ đẩy ở đuôi để di chuyển. Thứ năm là các hệ thống cảm biến, radar trinh sát thông minh, ẩn chứa hàm lượng công nghệ cao. Nhận được nhiều sự chú ý nhất là công nghệ radar mạng pha đặt trên khung gầm xe tải Kama. Nhà sản xuất cho biết, đây là radar 3 tham số cảnh giới tầm trung bằng S, có thể cung cấp thông tin mục tiêu theo 3 yếu tố gồm cự ly, phương vị và độ cao. Hệ thống radar có tầm chính xác 360 km, có khả năng cơ động cao, chống tác chiến điện tử và chống lại tên lửa dò bức xạ. Cùng với hệ thống radar này, Viettel còn giới thiệu hệ thống trinh sát điện tử thông minh, có cự ly tác chiến đến 450 km. Trông nó khá giống với hệ thống radar thụ động VRAE của Cộng hòa Séc. Hay nói cách khác, đó là hệ thống radar phát hiện máy bay tàng hình do Viettel phát triển, từng được đồn đoán từ lâu. Có thể nói, nếu gian hàng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nổi bật với khả năng làm chủ phần lớn các loại vũ khí bộ binh, tàu quân sự dựa trên công nghệ nước ngoài, thì gian hàng của Viettel đại diện cho sự phát triển mang tính độc lập của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đây là sự nỗ lực lớn của công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự khẳng định khả năng làm chủ, tự lực tự cường về vũ khí cá nhân hạng nhẹ tới khí tài hạng nặng có hàm lượng công nghệ cao. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội tốt hướng tới thị trường xuất khẩu vũ khí, nhất là các quốc gia tại khu vực châu Á và châu Phi vốn có nhiều nét tương đồng với đặc điểm và phương thức tác chiến của ta. Và thực tế, trong những năm qua, Việt Nam đã có được những hợp đồng xuất khẩu vũ khí, chỉ có điều chúng ít được công khai mà thôi. Ví dụ điển hình cho sự thành công đó là vào tháng 7 năm 2017, Viettel đã xuất khẩu 3 đài radar cảnh giới VRS-2DM cho nước bạn Lào. Đây là một sản phẩm radar thành công nhất của Viettel hiện nay, đã được trang bị cho nhiều đơn vị phòng không trong nước trước khi thực hiện xuất khẩu. Những thành công đó được coi là đặt nền móng vững chắc để Viettel nói riêng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nói chung nỗ lực khẳng định mình để hướng tới không chỉ đảm nhiệm sản xuất trang bị cho quân đội ta mà còn phục vụ kinh tế nước nhà. Với những bước tiến hiện tại, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ có khả năng phát triển các loại vũ khí trang bị cao siêu hơn nữa, những vũ khí hạng nặng, hàm chứa công nghệ tinh vi nhất. Chỉ có điều, chúng ta cần phải kiên nhẫn, từng bước làm chủ công nghệ, tuyệt đối không thể đốt cháy giai đoạn.
Xin mượn lời của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân thay cho lời kết bản tin hôm nay. Từ quá trình làm việc với đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghiệp quốc phòng, tôi càng có điều kiện để khẳng định, người Việt Nam rất trí tuệ, giàu tính sáng tạo và tiềm năng của chúng ta còn rất lớn. Và chỉ cần có tâm huyết, có cơ chế phối hợp và điều hành khoa học, hợp lý, đồng thời được hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác, chắc chắn Việt Nam sẽ làm được nhiều điều lớn lao hơn, có ý nghĩa hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.